Trường Trung học cơ sở Chu Văn An thân chào các em học sinh. Hôm nay chúng ta sẽ sang tuần 5 với tiết luyện tập tính chất hóa học của oxide acid. Ở phần kiến thức cần nhớ, chúng ta có hai mảng kiến thức chính, đó là tính chất hóa học của oxide và tính chất hóa học của acid. Tính chất hóa học của oxide được tóm tắt qua các nguyên tắc phản ứng và các phản ứng minh họa. Tính chất hóa học của acid gồm có 4 tính chất, đó là làm đỏ quỳ, tác dụng với kim loại, basic oxide và base, có 3 nguyên tắc phản ứng chính với các phản ứng minh họa bên đây. Các em lưu ý là với H2SO4 đặc, nó sẽ có hai tính chất hóa học riêng biệt, tác dụng với nhiều kim loại nhưng không giải phóng khí hydro và rất háo nước, hút ẩm. Nó có thể làm cháy da, cháy giấy. Và vì vậy chúng ta phải hết sức cẩn thận khi sử dụng H2SO4 đặc. Làm sao để nhận biết H2SO4 và dung dịch muối SO4? Chúng ta sẽ dùng những dung dịch có chứa Ba như BaCl2, BaOH 2 lần, BaNO3 2 lần để cho vào. Sẽ thấy hiện tượng tạo kết tủa trắng đục. Kết tủa đó chính là BaSO4 được sinh ra. Bây giờ chúng ta cùng luyện các bài tập nhé. Trước hết là các bài tập ở trắc nghiệm ở mức độ nhận biết. Câu số 1. Chúng ta chọn đáp án nào? Dễ dàng nhìn thấy đó chính là đáp án A. Bởi vì đây là acid sẽ làm quỳ hóa đỏ. Câu số 2. Chúng ta sẽ chọn đáp án A luôn, bởi vì phản ứng trung hòa là phản ứng giữa acid và base. H2SO4 là acid, NaOH là base. Câu số 3. Câu số 3 chúng ta chọn đáp án A, H2SO4, bởi vì hai muối này khi tác dụng với H2SO4 thì MgCO3 sẽ tạo thành khí CO2, MgSO3 sẽ tạo thành khí SO3. Đây cũng là phản ứng dùng để nhận biết muối CO3 và muối SO3 luôn nhé. Cho vào axit, nếu thấy sủi bọt khí không mùi là muối CO3, thấy sủi bọt khí có mùi H là muối SO3. Câu số 4. Chất tác dụng với dung dịch HCl sinh ra chất khí là Mg, cho đáp án B, bởi vì HCl là acid, Mg là kim loại. Theo nguyên tắc, acid tác dụng kim loại sẽ tạo muối và H2, Mg là kim loại trước H nên phản ứng sẽ ra được. Câu số 5. Dung dịch HCl đều phản ứng với cặp chất. Nếu các bạn nhìn thoáng qua, các bạn thấy cặp nào cũng đúng. Nhưng xét lại chúng ta thấy chỉ có cặp C là đúng thôi. HCl là acid, CO là oxide base, xin lỗi, basic oxide, COOH 2 lần là base, thì dễ dàng tác dụng với HCl. A và B không phản ứng được bởi vì nó có CO. CO là kim loại đứng sau H, không thể tác dụng với acid HCl. Còn câu D, có COCl2 với HCl không phản ứng được, vậy nó cùng cái gốc Cl, phản ứng không xảy ra. Ở phần B, mức độ hiểu. Phần này các bạn phải học thuộc công thức tính thể tích khí ở điều kiện chuẩn. V khí ở điều kiện chuẩn thì bằng số mol khí nhân cho 24,79. Câu số 1, các em đổi thể tích ra lít, 500ml là 0,5 lít. Sau đó nhân với nồng độ để tìm số mol. 0,5 nhân 1 là 0,5 mol HCl. Viết phản ứng HCl tác dụng với Mg. Nhớ cân bằng thì chúng ta thấy là 2 mol HCl chỉ tạo thành 1 mol H2. Do đó số mol H2 giảm xuống một nửa, còn 0,25. Lấy nó nhân cho 24,79. Chúng ta sẽ ra đáp án là câu A, 6,1975 lít. Các bạn lấy tập ra tập tính bài này nhé.
Câu số 2. Để làm loãng H2SO4 đặc, người ta pha chế theo cách rót từ từ axit vào nước. Câu 2 đáp án C. Câu số 3. Cặp chất tác dụng với nhau để tạo thành hợp chất khí là. Nếu các bạn mới đọc không kỹ đề, các bạn dễ dàng chọn câu A, bởi vì kim loại tác dụng axit sẽ tạo muối và H2. Nhưng ở đây đề hỏi là tạo thành hợp chất khí, do đó chúng ta phải chọn đáp án D. Na2SO3 và HCl phản ứng sẽ tạo thành khí SO2, phản ứng điều chế SO2 đó nha. Câu 3 chúng ta chọn đáp án D. Câu số 4. H2SO4 tác dụng chất X tạo chất Y và HCl có hệ số công bằng là 2. Vậy XY lần lượt chính là BaCl2 và BaSO4. Đáp án B. Đây là phản ứng nhận biết H2SO4. Câu số 5. Bài toán. Các em đổi thể tích này ra số mol. Sau đó viết phương trình phản ứng. Lưu ý, sắt ở đây là hóa trị 2. Fe tác dụng H2SO4 sẽ tạo FeSO4 cộng với H2. Do đó số mol H2 và số mol H2SO4 giống nhau. Chúng ta chia số mol này cho 24,79, 34,185. Chia cho 37,185, xin lỗi. Chia 24,79, chúng ta sẽ được 1,5 mol. Số mol H2SO4 bằng với số mol khí. Khí đó là khí H2 sinh ra đó. Cho nên chúng ta lấy số mol đó chia tiếp cho thể tích để tìm nồng độ. 500 ml đổi ra thể tích, đổi ra lít là 0,5 lít. Vậy lấy 1,5 chia 0,5. Kết quả sẽ ra 3. Đáp án là câu B. Ở mức độ vận dụng, SO3 tác dụng với nước thì nó tạo thành H2SO4. Đáp án là câu B. Câu số 2 cho phản ứng. Các em chú ý có hệ số. Nhìn vào các lựa chọn, chúng ta nếu chúng ta nhìn thoáng qua chúng ta sẽ thấy cả A và B đều đúng. Nhưng ở đây hệ số là 6 nước. Do đó nếu dùng Fe2O3 là không đúng. Tại Fe2O3 thì hệ số chỉ ra là 3 nước thôi. 2FeOH 3 lần mới đúng. Thế vô đây thì hệ số mới đúng. Câu 2 đáp án là B. Câu số 3. Tính toán 10 ml đổi ra thành lít là 0,01 lít nhân với 1m sẽ ra 0,01 mol. Đó chính là số mol NOH. Khi tác dụng HCl nó tạo NaCl với nước, hệ số công bằng 1,1,1 hết. Vì vậy mà số mol HCl bằng với số mol NOH. Số mol NOH là 0,01 thì số mol HCl cũng 0,01. Lấy 0,01 chia cho thể tích của HCl 5 ml là 0,005. Sẽ ra kết quả là 2. Câu 3A. Sang câu 4. 300 ml dung dịch HCl2M tác dụng với ZN dư. Thể tích khí hydrogen thoát ra ở điều kiện chuẩn là 300 ml này các bạn đổi ra lít là 0,3 lít nhân với CM để tìm số mol. 0,3 nhân 2 sẽ bằng 0,6 mol HCl. Viết phương trình thì ta thấy là 2 mol HCl tạo 1 mol H2 nhân chéo chia ngang thì số mol H2 giảm xuống còn 0,3. 0,3 nhân cho 24,79 thì đáp án sẽ ra là 7,437 lít. Câu C.
vận dụng cao hơn, đòi hỏi các bạn phải suy nghĩ cẩn thận hơn một chút. Câu số 1. Thuốc thử dùng để nhận biết ba lọ mất nhãn chứa riêng biệt ba dung dịch H2SO4, BACL2, NaOH, đó là dung dịch NaCl, đó là dung dịch Na2SO4. Tại sao? Tại vì khi cho Na2SO4 vào ba cái dung dịch cần nhận biết, thì đối với BACL2 nó sẽ xuất hiện kết tủa trắng của BSO4. Còn H2SO4 và NaCl còn lại không có hiện tượng. Sau đó chúng ta sẽ dùng tiếp cái BACL2 này cho vào hai cái mẫu còn lại. Thì khi cho vô thấy xuất hiện kết tủa ở chất nào thì chất đó là H2SO4. Do đó chúng ta dùng đáp dung dịch Na2SO4 để nhận biết ba dung dịch trên. Đáp án là câu D. Câu số 2. Câu số 2 các em cần hiểu là khi hòa tan SO3 vào nước thì nó không tạo dung dịch SO3, mà SO3 tác dụng với nước tạo thành H2SO4 để nói rõ là dung dịch acid. Nồng độ mol dung dịch acid thu được là vậy, đổi 16 gram SO3 ra số mol là 0,2 mol. 250 ml dung dịch acid là xem như nó là nước thì khối lượng nó khoảng 250 gram, nó lớn hơn rất nhiều khối lượng của SO3, do đó chúng ta không cần biện luận dư. SO3 này xem như tan hết, phản ứng hết trong nước. Số mol SO3 bằng với số mol acid là 0,2. Lấy 0,2 chia cho thể tích của dung dịch 250 ml, đổi ra là 0,25 lít. 0,2 chia 0,25 thì kết quả sẽ ra 0,8 ml lớn. Đáp án D. Các câu trắc nghiệm này các bạn có thể tua đi tua lại để ôn lại kiến thức. Và phần này các bạn phải chép vào tập để tập giải. Lúc nãy thầy không hiện đáp án trắc nghiệm mà thầy cho các bạn đáp án trắc nghiệm dưới đây. Để khi các em giải xong, các em sẽ xem lại con mình giải đúng hay sai nhé. Rồi các em viết bài vào vở, cái phần có cây bút, bàn tay cầm bút và làm các bài tập. Không cần viết lại cái đề bài đâu. Nhớ ôn tập cho tốt để tiết sau kiểm tra thường xuyên. Tạm biệt các em và hẹn gặp lại các em ở những tiết học sau.